Vâng, và sau đây em quay chi tiết hơn để các bác cùng xem được những bộ dây Lipton GAV chống nhiễu hai chiều luôn nha các bác, để các bác cùng trải nghiệm cái dòng dây này. Thì mới cập bến lần đầu tiên về bên em, thì em cũng đặt và nhập hàng tốt cho các bác nha. Thì vừa em chỉ thường phân phối cho các bác là thường dây 3.5 ra AV đúng không, để các bác cắm điện thoại và laptop. Dây này dài 2m, cũng là cấu hình là mạ bạc tinh khiết, để các bác trải nghiệm một chất âm sáng tiếng và dải cao và dải mic nó rõ ràng hơn và độ nhẹ nó cao hơn, để các bác nghe nhạc và nhạc trên mạng qua điện thoại laptop. Là những bộ dây 3.5 ra AV này cũng có cục chống nhiễu một đầu. Bộ này vẫn em phân phối là giá là 500.000 nha các bác. Nghe những dòng dây này thì các bác khỏi cần lăn tăn về chất lượng rồi. Và nên em lại về được dòng AV nha các bác, dòng AV. Trước khi vào chi tiết thì em mời các bác đăng ký kênh nha. Bác nào chưa đăng ký để theo dõi kênh thì ấn nút đăng ký để ủng hộ kênh em. Và mua sản phẩm nào cứ liên hệ cho em Chiến nha, qua hai số điện thoại trên, cho em tên địa chỉ thì em sẽ gửi cho. Đối với những sản phẩm tầm tiền này, các bác nào mình chuyển khoản được trên điện thoại thì các bác chuyển khoản cho em. Còn không có thì ngần ngại ra ngân hàng thì các bác cứ cho em tên địa chỉ thì em gửi hàng tới nơi thôi. Chứ tại cái giá trị nó không có cao. Đối với anh em chơi audio thì nhiệt tình, thì nhất là mình cần thì cứ alo cho em Chiến, chứ đừng bom hàng tụi em nha. Những cái này em ship đi thì 10 cũng có một số bác thì cũng đẹp cho vui, có số bác thì rất là nhiệt tình và mua hàng bên em liên tục, cái đó thì em rất là mến. Nhưng còn cái còn lại thì em không nói làm gì, cái đó thì cũng xui rủi thôi, làm ăn mà, buôn bán thì có này có kia. Ai nhiệt tình với mình thì mình nhiệt tình lại thôi. Thì rồi đây, đi vào chi tiết. Cái này là mới về nha các bác, mới về này. Được 50 bộ nha các bác, 50 bộ. Thì ngày nay đi khoảng mười mấy bộ rồi. Thì video hàng về sáng thì nó sơ sài thôi, thì em quay chi tiết cho các bác. Đây là bộ dây 3.5 này nha các bác. Kém điện thoại laptop để nghe nhạc mạng này rất là hay nha, 500 ngàn một bộ nha các bác. Đây, em giới thiệu nhiều rồi, em để qua bên nha. Để đi vào nhân vật chính nó đây. Đặc trưng của dòng AV này nó là nó về đây các bác. Các bác khi được nhận được cái gì? Thứ nhất là được hệ thống chống nhiễu tới hai chiều, nghĩa là hai đầu, tăng cường hệ thống chống nhiễu và độ chi tiết âm thanh. Các bác thấy loại bạc không? Đây là đồng mạ bạc tinh khiết nha các bác, để hỗ trợ dải cao và tiếng sáng, độ lung linh âm thanh hơn, dải trường âm tốt. Đây là dây Mỹ nha các bác, dây Lipton rất là nổi tiếng ở phân khúc tầm tiền. Đấy, đầu rác mạ vàng của hãng luôn nha các bác. Và dây dài 1m nha các bác. Và đặc trưng cái dòng dây này nó không có chia ra hai dây như những dòng dây AV thường nha các bác. Như dòng AV thường một bộ là các bác phải cầm hai dây nha. Nhưng cái này rất là gọn gàng, nó ở trong một dây luôn. Đây các bác, thấy chưa? Khi các bác cắm trên bộ vàng âm thanh á, thứ nhất là nó gọn gàng, nó không có gây cho các bác là vướng víu đúng không? Và nó gọn lắm. Này, mời dây nó rất là mềm nha các bác, tại vì đồng tinh khiết mà, và sợi đồng rất là mịn và mạ bạc lên nữa, nên là dây rất là mềm. Các bác cắm nối là rất là êm ái, và thứ hai là nó cho ta cảm giác là không bị vướng víu những thiết bị khác, là cảm rất là ok rồi đấy. Còn những cái dây thông bình thường các bác đã thường thấy và em thường bán là nó sử dụng tới hai dây. Đấy. Đấy, một bộ này là 500.000 nha các bác. Rồi đã bao gồm phí ship, nó bằng giá với dây 3.5 nha. Các bác thấy đầu rất chất lượng không? Mạ vàng hay nha, 24k nha các bác. Giá 500.000 một bộ nha, hiện tại còn khoảng là 40 mấy bộ các bác. À xin lỗi, 3 mấy bộ thôi, tại 50 bộ em bán 10 ngàn, ngày nay 10 mấy bộ rồi. Và còn là khoảng là 3 mấy bộ nha. Các bác nào trải nghiệm dòng dây Lipton này thì đều là khen, con thứ nhất là từ dây loa cho đến là những dòng 3.5, tại vì cấu hình đồng mạ bạc thì bạc xịn nha các bác, chứ không phải là bạc nickel tào lao đâu, bạc xịn của Lipton thì không. Và anh em Chiến cập bến cũng như hàng về toàn hàng Mỹ nha các bác. Đây là những bộ dây tín hiệu, dây mic toàn hàng Mỹ luôn, không có Nhật nha các bác, hoặc là châu Âu không có nha. Các bác là thích hàng Mỹ thì đây là một trong những cái đối tác này để các bác nâng cấp cũng như là tăng cường chất âm, chất âm trở nên tốt hơn ở bộ dàn âm thanh của chúng ta. Thì đây là những cái dây 6 ly này, và đây dây 3.5 ra AV. Đấy, sử dụng
cục chống nhiễu của KG, bãi cao cấp nha các bác, của Mỹ luôn. Đây là hai số điện thoại của em, các bác cứ liên hệ cho em Chiến qua hai số điện thoại này. Nếu yêu thích và đang cần sản phẩm nào thì các bác liên hệ cho em nha, em gửi hàng và ship hàng tận nơi cho tất cả các bác nha. Rồi, để chuẩn bị đi vào chi tiết để giới thiệu cho các bác nha. Em mời các bác xem sản phẩm. Và đây là những bộ dây mic của Boss. Nay đã có hàng dây Boss Mỹ về cho các bác nha. Dây 6m nha. Dây của Boss. Dây micro nha các bác. Dây Mỹ nồi nha. Technotric 6m nha. Dây Boss USA 6m, giá là 500.000 nha. Dây này thì được trước có hàng nhưng mà nó đứt hàng, hôm nay em mới dành về được 20 bộ nha các bác. Dây mic Boss 6m, giá là 500.000 là đã bao gồm phí ship. Đây này thì các bác xài chất âm thì cực kỳ là tuyệt vời rồi. Nó sử dụng đồng nguyên chất OFC và trong nhiều ba lớp nha. Các bác thấy nó có cần gồng gồng lên không? Đấy, hệ thống chống nhiễu của nó này. Giá 500, về chỉ được 20 bộ nha các bác. Và đây là những dòng dây 6 ly này. 6 ly ra 6 ly để các bác kém vang hoặc là sử dụng cho những dàn âm thanh kết nối đấy. Giá là 200.000 một dây nha. 200.000 một dây nha các bác. Các bác nào lấy một đôi như thế này là 350.000 nha. 200.000 một dây. Còn một cặp như thế này là 350.000 nha. Dây Mỹ nha các bác. Cũng của Boss luôn, của Mỹ luôn. Dây này thì em về khoảng 30 dây này, có nghĩa là 15 bộ này. 30 dây, một dây là 200 nha các bác. Các bác lấy một bộ hai dây này là 350 bao ship nha. Rồi, đây là những dòng dây 305 để các bác cắm điện thoại và laptop, vẫn là dây Litton của Mỹ. Các bác cắm điện thoại này, laptop để lấy nguồn nhạc trên mạng. Và đây là hai jack để các bác cắm vào âm ly để nghe nhạc này các bác. Nguồn nhạc trên mạng thì chất âm nó độ nhẹ thấp và tiếng hơi tối, nên là những dòng dây bạc mà bạc của Litton này vẫn là được anh em ưa chuộng. Và chất âm nó sáng tiếng, nó sẽ nâng cao cái dải cao lên rất là tốt nha. Và tiếng cũng được cải thiện rất là nhiều. Và dây thì nghe rất là hay nha các bác. Giá là 500.000 một bộ nha. Dây dài 2m nha các bác, 500.000 một dây. Dây dài 2m để có việc cắm điện thoại, nghe nhạc mạng, những bài ca liên khúc vân vân. Đây, nó sử dụng cục lọc nhiễu KG cực kỳ nổi tiếng của Mỹ nha các bác. Đây, cục lọc nhiễu đây. Dây rất là đẹp nha. 2m nha, giá 500, bao ship. Và tiếp tục đó là những dòng dây Monster cực kỳ nổi tiếng ở shop em Chiến, đó là Monster M2.2. Đấy, các bác mua Monster mà muốn mua dây xịn thì cứ liên tới chỗ shop em. Chuyên phân phối những dòng dây Monster xịn sò để phục vụ các bác. Thì dây này em bán đã cũng 3 năm rồi, vẫn đạt được số lượng cũng như là được sự yêu mến của tất cả các bác, vì chất âm nó quá đạt ở những cái phân khúc mà bộ dây loa trên giá 1 triệu thì nó gọi là trầm nha các bác, khó mà có đối thủ nha. Monster M2.2 chất âm của nó thì cực kỳ chuẩn ở ba dải dày và tiếng bass cực kỳ khỏe nha, tiếng rất là tốt nha các bác. Và dây xịn sò rất là mềm, 2,5m một vế nha các bác. Dây thì có mỏ chim và bắp chuối nè. Đợt này về 10 bộ mỏ chim bắp chuối và 10 bộ mỏ chim nha. Cách đây cũng một tuần trước thì em có về được mười mấy bộ nhưng hết rồi các bác. Thì mới về chiều nay được 10 bộ mỏ chim và 10 bộ mỏ chim bắp chuối. Thì bác nào lấy cần thì liên hệ cho em. Chơi loa Mỹ, loa Nhật và loa châu Âu đều rất tốt nha. Tại vì tiếng nó cực kỳ là cân bằng ở ba dải và hệ thống tăng âm rất là tốt. Và cái hay nhất của dòng này là tiếng bass gọn gàng và triệt tiêu âm sắc nhiễu tín hiệu khá tốt. Tại vì nó có tới hai lớp nha các bác, hai lớp. 1,2 triệu một bộ nha các bác. Dòng dây này thì các bác sẽ biết rất là nhiều, em giới thiệu ở kênh em rất là nhiều từ vài năm trước rồi. M2.2 của Monster. Các bác nào mình cân đối vào cái dây của, nếu xài âm ly mỏ chim, lo mỏ chim thì lấy mỏ chim về cắm. Và nếu mà có lo bắp chuối thì chúng ta lấy mỏ chim bắp chuối nè. Đều đồng giá là 1,2 triệu mà em bao ship cho các bác nha. Dây là dài 2,5m một vế, tiêu chuẩn của dây loa.
Đấy thì dây điện thoại Lipton, dây bạc thì giá là 500, còn dây sao ly ra sao ly để phục vụ các bác kém từ vang xuống âm ly hoặc là kém những thiết bị kết nối thì giá là tính một sợi nha, một sợi là 200 ngàn nha, bao ship, còn lấy hai sợi là 350 ngàn. Còn dây mic box của Mỹ thì 6 mét thì giá 500. Dây mic Mỹ thì có 20 bộ, hơi ít nha các bác, mà từ từ em sẽ dẫn hàng về cho các bác nha. Các bác lấy thì cứ liên hệ cho em Chiến qua hai số điện thoại này nha. Rồi em Chiến cảm ơn các bác đã dành chút thời gian xem video em giới thiệu những sản phẩm, tuy nó giá thành không cao nhưng mà nó phục vụ các bác ở cái mức độ nhất định. Đấy, nhiều sẽ cho nhiều bác rất là cần những cái dòng này nha.